Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cánh Cò Vlog. Và video hôm nay của mình đó là quá trình lắp cầu phao để thuận tiện đường đi lại khi mà cầu Phong Châu bị sập vào ngày 9 tháng 9 sau cơn bão số 3 vừa rồi. Thì hiện tại đây là các lực lượng chức năng quân đội, bộ đội họ đã bung phao và bây giờ đó là sẽ đẩy phao lên vị trí lắp. Thì họ bung phao ở bên dưới cái bến cát thì họ sẽ phải đẩy phao lên vào cái vị trí mà là để họ lắp. Thì cái vị trí này thì cách đây chục năm trước là cũng đã có lắp cầu phao một lần. Khi mà cầu Phong Châu đang được tu sửa thì cái cầu phao này cũng đã được lắp một lần. Và hiện tại bây giờ đang là lần thứ hai phải lắp cái chiếc cầu phao này. Thì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu lắp cầu phao và họ lắp đều cả hai đầu. Nhưng mà ở phía đầu bên kia là họ vẫn đang trong quá trình làm bến cầu ấy. Vẫn chưa xong máy múc, rồi thì đất cát là vẫn chưa xong. Và cái bến bên này thì là vẫn sẵn bến từ ngày trước. Và quá trình lắp cầu phao này cũng sẽ phải diễn ra trong vòng mấy ngày ấy. Thế nên là các bạn cùng theo dõi nhé. Ơi, đang hỏng. Không rõ đâu anh Hùng ạ, sáng nay thì ghép được. Để cho anh em nhìn cận cảnh luôn nhá. Mình zoom một phát nhá. À, cận cảnh cầu phao đây anh em nhá. Đây là 4 mảnh anh em nhá, một nhịp cầu là nó có 4 mảnh này. Úp vào xong rồi trở lên cái ô tô ấy. Đặt xuống cái là nó tự mở ra. Sắp có cầu rồi Đức ơi. Điện thoại em sửa xong rồi đấy, lúc nào có cầu anh cầm sang cho nhá. Không à, tàu bè vẫn đi bình thường ạ. Như là tối 10 giờ hay 11 giờ đêm thì họ sẽ tháo cầu cho tàu bè đi lại. Bên Lâm Thao kia Trung ơi. Bên Lâm Thao là có 3 nhịp từ sáng ấy, xong rồi di chuyển về đây, bên Lâm Thao đấy nhá. Không hiểu sao bên Lâm Thao vẫn chưa làm xong bến à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy có cầu phao sang Lâm Thao. Cái này là chuyên chuyên môn của các chú bộ đội. Nắp nữa, bắt đầu nắp rồi. Đây là cái gì? Thế kia thì hai làn xe đi nào được đúng không? Phải hai nhịp. Hai nhịp như này đúng không? Thì hai làn mới được. Đây, lắp nhanh. Cả nhà mình thả tin trả lại cho các chú một đội đi ạ. Chia sẻ đi Thuận Bích. Nào về qua nhá lịch nhá. Có vớt được nhiều người không bạn ơi. À chưa vớt được thêm nhá, mới vớt được có hai vợ chồng người anh em cũng bạn nhá. À xin chào đã lại không phải xin chào. Lắp chưa chú ơi? À mọi công tác đang chuẩn bị đấy. Ông Hải nhá. Về quê có cá ăn không? À ở cá nhiều rồi chơi. Ông ơi thả tin trả lại cho các chú bộ đội đi ạ. Đang đứng ở ngoài giữa sông rất là nắng. Ô thật luôn. Thật luôn Thúy Bến nhá. Chú Hà xin chào nhá. Ông Hải đã thả tin trả lại chia sẻ. À, lắp ở nói chung là đối diện trường công an Tam Đông nhé. Mọi người ai xem chia sẻ thì cho mọi người khác cùng xem. Máy kéo, là máy kéo cũng ngày xưa năm 2013 trường có phong chung một lần rồi, bây giờ vẫn là vị trí này. Mọi người xin chào, Dũng Tiên xin chào nhé, chào mọi người. Phan Tử Liên. Các đang chuẩn bị các bạn nhé. Chúng ta mà cầu phao thông thì mình sẽ like cho mọi người có thể biết được. Đấy, à đang đẩy lên nhỉ. Đấy, các bạn thấy thấy đang đẩy phao chưa? Đấy. Đường về quê lại gần rồi các bạn ạ. Đường về quê lại sắp gần rồi. Phan Ngọc Phương. Mọi người thả tin thả like chia sẻ nhé. Chia sẻ cho các chú bộ đội đi. Nó đẩy tít máy lên. Sao đẩy lên xe nữa nhỉ? Hay là đẩy lên xe kia nhỉ? Nghe giữ lại. Xem xe là kia. Xong bánh. Đá xuống từ các bạn rồi. Chào 155 người nhé. Có người thả tin thả like chia sẻ nhé. Cô giáo nhỏ à? Vợ Trung ấy. Trung nào? Trung phụ năm ấy. À à. Trang Nguyễn xin chào, Ngọc Linh xin chào, Phương Trần xin chào, Thu Hiền xin chào nhá. Xin chào mọi người. À rừng kia nào ấy. Sao vừa nãy nó không có neo mà sao nó lại lôi lên được cái đẩy lên thế nhỉ? Hay là neon bỏ lên. Tuấn Bắc xin chào, Hải Yến xin chào nhá, Nguyễn Ngọc Linh, Hồng Hạnh, hello Hồng Hạnh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem live. Ở Trâm chúc các chú bộ đội đang lắp. Các chú bộ đội đang lắp, đúng rồi, các chú bộ đội đang lắp rồi. Thả tin thả like cho các chú bộ đội đi, cả nhà ơi. À mọi người cần điện thoại đẹp là đến điện thoại Hà Dũng nhá, tổng trường công an Tam Đông. Sự kiện này có Trịnh Năm, chuyên trung tâm tổ chức sự kiện và điện thoại và áo cưới chụp ảnh chọn gói. Áo cưới Hùng Huyền nhá. India. À, đâu nhỉ ông? Ra đâu rồi?